Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Nương Lời TK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểng Hùng Hằng mình về một clip qua Nguyệt Quế, gồm có cây kim giòn với linh sam. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại của mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Trong thời gian qua mình cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Rồi bây giờ mình vô mã số 1 là cây linh sam. Cây linh sam song hình là cho anh cho anh chị em tham khảo. Cái này cây ghiên luôn nha, cây nó không có ghép chỗ nào hết trơn nha anh em. Nó bông tím mà thơm nhẹ. Cây này mình đã sửa quay nhạo lúc nhỏ rồi. Rồi để đo chiều cao cho anh chị em tham khảo. Dạ chiều cao là 73. Dạ tán thì 94. Hoành thân là 10. Đó cái dàn xương đó, đó mình đó ấy cho anh chị em xem đó. Cái nhánh nào là mình cũng quay nhạo hết trơn luôn. Dạ mã số 1, cái này giao lưu với anh em là 1.100.000, cũng bao xếp toàn quốc. Cái này là cây này mình bứng ở trong chậu nha. Dạ mã số 2. Mã số 2 là cây Citrian ơi, hết kìa được rồi. Dạ mã số 2 là mai chiếu thủy, lá lớn. Cây này nó cũng đã thành phẩm luôn anh em. Vôm tán đều hết ha. Cây già lắm rồi. Để mình đo chiều cao ha. Dạ chiều cao là 56. Dạ tán dài là 94. Tán ngang là 92. Đây là một tán nè, 2 tán, 3, 4, 5, 6, 7, tổng cộng là 7 tán. Rồi để mình đo hoành thân. Hoành thân là 37 nha anh em. Thế là mặt bầu là 45. À, cái này mình cũng cái này mình đã trồng trong chậu luôn nha. Cái này tại cái chậu nó bể rồi mình mới bắn bầu luôn. Cây già dữ lắm luôn. Dạ mã số 2. Cái này báo giá cho anh em là 2.100.000, cũng bao xếp toàn quốc ha. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 3. Mã số 3 cũng là cây kim giòn đã thành phẩm luôn nha. Cây này cũng già dữ lắm rồi luôn. Cái này cây ghin của nó luôn ha. 1, 8, 2, 3. Rồi để mình đo chiều cao. Dạ chiều cao là 74. Tán ngang là 129. Tán xuôi này thì 100. Hoành thân là 20.
Đó, cây già nua ha. Cây này cũng thuần chậu ha, mình cũng bứng từ trong chậu ra nha anh em. Mình bao cây sống khỏe luôn. Đó, tán nó đều luôn. Phơm tàn nó cũng đẹp luôn. Lâu lâu mới về được lô này anh em ơi. Lâu lắm rồi. Dạ, mã số số 3 giao lưu với anh em là 1.800.000, cũng bao xếp toàn quốc ha, mình đổi cây. Bông trắng nó thơm nhẹ. Dạ, mã số 4. Số 4 là cây nguyệt quế. Nguyệt quế thành phẩm luôn nha anh em. Cái này mình cũng bứng trong chậu ra luôn nè. Cái này mình mới về, mình mới khai thác sơ sơ nha. Cái bộ rễ dưới nó cũng còn dữ lắm anh em ơi đó. Cây móc meo hết trơn, mình chưa có vệ sinh gì hết á. Rồi để mình đo. Dạ, chiều cao là 99. Tán ngang là 98. Lá sắn bông chùm nha anh em, bông thơm nhẹ nè. Nó đương chuẩn bị là cho qua nữa nè. Dạ, đế nó cũng đều bốn mặt ha. Dạ, hoành thân là 54. Mặt bầu nó là 45. Đó, cành mình cũng nơi này đã cũng đã sửa, cũng cứ sửa qua nhạo hơi hết ha. Cây này nó cũng nặng lắm anh em ơi. Dạ, dạ, mã số 4. Mã số 4 giao lưu với anh em là 4 triệu đồng. Mình cũng bao xếp toàn quốc ha. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 5. Dạ, mã số 5 cũng là cây nguyệt quế thành phẩm luôn ha. Cây này mình cũng đã nuôi cốt cành nó cũng lớn rồi anh em ha. Cây nó ra gì là cũng lâu lắm anh em ơi. Cái này mình cuôn cái tán này nó cũng đẹp nữa nè. Dạ, chiều cao là 100 là... Ủa, chiều cao là 96. Cái tán ngang đó là 104. Đây mình đo hoành thân ha. Hoành thân nó là 40. Cái mặt bầu nó là 60. Đó, rễ nó cũng đều ha. Mình cái này mình mới chỉ khai thác sơ nè anh em đó. Tay cành nó cũng lớn luôn rồi. Nó cũng mình đã sửa qua nhạo sơ sơ rồi. Đó, để mình ấy cho anh chị em xem ha. Để coi. Nè, quay cái này cho anh chị em xem cái qua nhạo của nó trong đây nè. Đó. Qua nhạo đều luôn. Rễ cũng đều bốn mặt luôn. Dạ, mã số 5 giao lưu với anh em là 3.500.000, cũng bao xếp toàn quốc ha.
Dạ mã số 6. Mã số 6 cũng là phôi nguyệt, cũng là cây nguyệt quế thành phẩm luôn ha. Cái này mình cũng nuôi cũng hơi lâu lâu rồi đó. Đế nó cũng đều bốn mặt luôn. Cái thân, còn cái thân này nó hơi lũa chút. Mà không sao ha. Nó cũng sống khỏe luôn rồi. Đó, tay cành mình cũng đã vô chỉnh hình được hai nước dây rồi. Nguyệt quế lá sắn bông chùm là thơm nha anh em. Dạ, chiều cao là 79. Tán ngang là 82. Dạ, bình thân là 44 thôi. Mặt bầu nó là 60. Đó, rễ nó cũng đều bốn mặt luôn. Rồi, mấy chỉ rồi. Mình bao cây sống khỏe luôn. Cây này trong chậu mình cũng bứng ra luôn đó. Dạ, mã số 6. Cái này giao lưu với anh em là 2.900.000 cũng bao xếp toàn quốc. Khi chốt hàng thì những cái nhánh này mình sẽ ốp ép tàn vô một chút ha. Dạ rồi mình đổi cây. Dạ, tiếp tục là mã số 7. Mã số 7 cũng là cây nguyệt quế thành phẩm luôn ha. Cây ghim của nó mình không có ghép chỗ nào hết trơn anh em. Đó, mỗi cành là quay nhạo đều sửa, đều bẻ lắc sơ hết nè. Dạ, chiều cao là 109. Tán ngang là 107. Cây nhỏ mà đế nó cũng đều bốn mặt ha. Dạ, hoành thân nó là 25. Để mình đo cái cành một của nó. Dạ, cành một nó là gần 10 nha anh em. Mỗi cành là cũng đều là lắc nhẹ hơi hết trơn ha. Đó, rễ nó cũng đều bốn mặt ha. Mấy cây này mà anh em có chốt về mình để mát hai vài hôm là về mình trồng liền được á. Tại vì nó thuần chậu rồi. Dạ mã số 7 giao lưu với anh em là 2.200.000 cũng bao xếp toàn quốc anh. Dạ đổi cây. Dạ mã số 8. Số 8 là cũng là cây nguyệt quế. Đó, bông nó thơm lắm anh em, mà lá sắn bông chùm nè. Cái này nó đưng cho qua nè. Rồi để mình đo chiều cao. Chiều cao là 1m35. Tán ngang là 100. Hãy đo bình thân đi. Dạ, hoành thân thì 32. Cũ thì 61. Cái này nó bị lũa mà nó sành đá rồi anh em. Nè, nó cũng không có nhiều rồi nha. Đó, nó thành đá rồi đó, không có sao, mình bao cây sống khỏe luôn. Này nó có bộ rễ nơm nè. Dạ mã số 8 giao lưu với anh em là 2.200.000 cũng bao xếp toàn quốc luôn. Mình đổi cây. Cái nào cơ?
Dạ mã 69. Số 9 cũng là cây nguyệt quế. Nguyệt quế tai cành điều. Ngã không? Cây nhỏ mà tai cành điều ghê ha. Chiều cao là chắc 2 mét đó. Cái tán ngang là 118. Hoành thân là 25. Mặt bầu nó là 45. Đó, tai cành nó đều ghê ha. Nó nhỏ mà đều. Cái này là mã số 1 nè. Giao lưu với anh em là 1.900.000. Cái này mình bao chỉ 200 km thôi anh em ơi, nó cao quá à. Và mã số 9 thì giao lưu với anh em thì 1.900.000. Rồi mình đổi cây. Dạ tiếp tục là mã số 10. Số 10 cũng là cây nguyệt quế luôn. Cái này tai cành nó cũng đều ha. Đó, nó cây nó già cây nhỏ mà nó già cây ghê luôn. Dạ chiều cao là 1m3. Cái tán ngang là 100. Cái hoành thân là 33. Cái mặt bầu nó là 45. Đó, cây nhỏ mà đế đều bốn mặt luôn. Cây nhỏ mà nó già dữ lắm anh em ơi đó. Cây này nuôi chắc thời gian chắc lên xù á. Nó nhỏ nè. Dạ mã số 10 giao lưu với anh em là 2.100.000. Cũng bao xếp. Cũng bao xếp toàn quốc ha. Dạ mình đổi cây. Cái này rồi chưa ta? Dạ mã số 11 cũng là hôi nguyệt quế lùng lực luôn. Đó đó con. Hôi này nó rễ nó cũng đều bốn mặt luôn nè. Nó ăn hết mặt bầu anh em ơi. Nó có cái thân làm gì nó muốn lắc ha. Chiều cao là 46. Hoành thân là 37. Đế nở nó ăn hết mặt bầu rồi, mặt bầu nó 50. Dạ mã số 11 giao lưu với anh em là 1.900.000. Cũng bao xếp có toàn quốc luôn. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 12. 12 cũng là phôi nguyệt quế luôn. Cái phôi này cũng clip trước nè, mình nuôi lại cho khách mà tại vì khách đi công tác rồi khách chốt không được rồi bây giờ mình giao lưu lại ha. Đó. Cái ghế nó cũng đều bốn mặt anh em ơi đó. Mình bao sống cho anh em luôn. Dạ chiều cao là 82. Ngay chân cái eo này là 35 ha.
Nguyên cái bộ cũ này là 116. Nó đế cũng đều bốn mặt hết trơn luôn. Mặt bầu nó là 60. Đó, mình này cây mình bao cây sống khỏe luôn. Và mã số 12 giao lưu với anh em là 3 triệu. 3 triệu 500 ngàn cũng bao xếp có toàn quốc luôn. Rồi mình đổi cây. Tiếp tục là mã số 13. Cũng là phôi nguyệt quế. Này phôi nguyệt quế này nó có dáng cái dáng hơi thú thú nha anh em. Tay cành nó là nó có quay nhão hết luôn đó. Để mình đo rồi mình quay cho anh chị em xem. Dạ, chiều cao là 104. Mình đo 2-3 chỗ cho anh em xem ha. Cái chân cái eo này là 37. Cái củ này là 68. Cái phôi này là nó có cái củ không à, củ lớn. Rễ nó cũng đều bốn mặt ha. Để mình đo cái mặt bầu cho anh chị em xem. Cái mặt bầu nó là 60. Đó. Mã số 13. Giao lưu với anh em là 3 triệu 700 ngàn. Cũng bao xếp toàn quốc ha. Đó, đế đều bốn mặt anh em ạ. Cái phôi này nó nặng lắm anh em ơi. Tiếp tục là mã số 14. Cũng là phôi nguyệt quế, nó có dáng bay ha. Mình mới về đây mình cắt, bây giờ nó đâm chồi sống khỏe nè. Rồi để mình đo chiều. Chiều cao là 75. Cái nhánh bay này là 65. Mình đo 2-3 vị trí ha. Vị trí này là 63. Đây cũng 63. Vậy là đều nhau đó. Mặt bầu nó là 70. Thân nó dính liền với nhau nha anh chị em. Đó, cái phôi nguyệt quế này nó sắn nó cũng đẹp đó. Và mã số 14 giao lưu với anh em là 7 triệu đồng. Mình cũng bao xếp toàn quốc. Cái phôi này nó gần 80-90 kg lắm anh em ơi, nặng lắm đó. Rồi mình đổi cây ha. Đâu có lên xây được không? 14 cái này. Được không? Dạ, tiếp tục. Tiếp tục là mã số 15. Cũng là cây nguyệt quế. Cái này mình cũng bứng về được nửa tháng rồi ha.
cây này nặng mình lên bằng xây không được anh em ơi. Đó mình để vậy đó rồi đi vòng vòng quay với anh em chị anh em xem. Cái này chiều cao nó 2 mét. Tán ngang nó cũng hết thước luôn. Cái thân này là keo 52. Mặt bầu nó là 70. Nè đế nó cũng đều bốn mặt ha. Tay cạnh nó cũng đều anh em ơi. Cái này mã số 15 cây nguyệt quế này mình giao lưu với anh em là 8 triệu mình chỉ bao 200 km à. Bữa hổm miền Bắc nấy rồi mà mình chốt không được tại vì sếp tôi mở giá cao thôi mình không có bán được. Tiếp tục là mã số 16 cũng là cây nguyệt quế. Cây này mình cũng đã bứng về được nửa tháng rồi. Mình bao cây sống khỏe luôn. Cái này anh em có chốt mà về mình để trong mát vài hôm là mình trồng lại đừa liền được đó. Cây nó sống khỏe rồi. Tay cành nó đều luôn. Rồi để mình đo 2-3 chỗ cho anh em xem ha. Ủa mình đo chiều cao. Chiều cao này chắc 1,5 mét, chắc 2 mét luôn á. Tán ngang hết thước dây. Eo nó là 26. Quanh thân nó là 44. Cái mặt bầu nó là 60. Nó nặng lắm mình không có lên bằng xây được. Đế đều 4 mặt ha. Và mã số 15 giao lưu với anh em này là 6 triệu đồng mình cũng bao 200 km. Ở mã số 16 là cũng là mã số cuối cùng giao lưu với anh em là 6 triệu đồng mình cũng bao 200 km. Clip chẳng lẽ. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em một ngày mới giờ vào sức khỏe an lành hạnh phúc. Số điện thoại của mình là 0939906192 cũng là số Zalo ha. Quê mình ở Bình Tân. Cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ mình. Dạ chào anh chị em.